Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng, tiếp tục video làm ở hộp khui hàng. Thì hôm nay tôi khui cái kiện hàng, đây là cái thùng 10, cái con kit điện 12V lên 220V 1600W, loại kit sinh trưởng giá rẻ nha anh em. Loại này là 730.000 luôn, phí vận chuyển giao tới tận tay cho anh em đó. Thì từng vừa qua có rất là nhiều anh em đặt cái con kit này nhưng mà hàng về chưa kịp, đến hôm nay mới về. Thì bây giờ tôi sẽ khui kiện hàng này ra và test đó. Thì ở đây tôi chuẩn bị sẵn cái lô bình ắc quy để test hết tất cả cái lô kit này là 10 cái đó, sau đó đóng hộp và gửi cho anh em ha. Đó thì trong thời gian vừa qua anh em đã đợi khá lâu rồi, cả tuần trôi qua, thì mong anh em thông cảm nha. Đó, mua bán mà ai cũng vậy, người mua thì mong sớm nhận được hàng, ngay cả người bán cũng vậy, mong riết mình có hàng để mình gửi đến khách hàng của mình, chứ không phải là cái việc mà trì hoãn cái sản phẩm của anh em mua ở đây nha anh em. Thì mong anh em thông cảm cho. Đó, vừa nói chuyện vừa khui như thế này để tránh cái thời gian video nó lại dài nha anh em. Đó thì bây giờ khui hộp và test hết tất cả cái con kit này luôn ha. Test một phát một luôn, một video một test luôn 10 cái con kit để cho anh em mình xem qua. Đó thì đây anh em lưu ý, đây là cái kích điện sinh chuẩn giá rẻ nên cái công suất nó mình sử dụng cho nó bền là tầm mà nếu mà công suất liên tục là tầm khoảng 500W đổ lại, còn nếu mà mình sử dụng ví dụ như 700-800W cũng được, nhưng mà anh em sử dụng trong thời gian ngắn thôi nha, tránh sử dụng thời gian dài thì loại kích sinh chuẩn giá rẻ thì nó chịu không nổi đâu. Đó, và một cái lưu ý ở đây nữa, thì hôm trước tôi có làm một cái video mở hộp khui hàng và test cái con kit này cho anh em xem rồi. Thì ở đây cái quan trọng và lưu ý nhất khi mình em sử dụng cái con kit này, đó đây là con kit đầu tiên, đây nhập hàng này từ Trung Quốc trực tiếp về luôn anh em mà. Đó thì ở đây cái lưu ý ở đây là đây là cái cọng dây nguồn của nó kèm theo như thế này ha, dây nguồn kèm theo của nhà sản xuất kèm theo như thế này. Cá nhân tôi á, nhận thấy á, cái dây nguồn như thế này á, thì không bao giờ nào sử dụng với cái công suất tầm khoảng là 400W, 500W được đâu anh em mà. Nó chịu không nổi ha. Dây nguồn này nó quá nhỏ. Đó. Nếu anh em muốn sử dụng được cái công suất á, tầm quá chừng 300-400W đổ đi hoặc là 600-700W đổ lại thì anh em nên mua thêm cái cọng dây nguồn, cái loại dây to hơn một tí. Ví dụ như dây DC 6 chấm cũng được rồi ha, hoặc là dây điện AC, nhưng mà anh em mua loại lớn lớn chấm một tí, và cái dây nguồn nó tầm khoảng 5 tấc thôi nha em. Anh em không nên dây quá dài nha. Đó. Ha, hoặc là anh em cũng có thể đặt tôi hoặc là làm ha. Đó thì tôi sẽ gửi bán cho anh em một cặp vậy á. Thì dài 30.000 mà thôi. Tôi mua dây về tôi làm cho nó rẻ, chứ nếu mà bây giờ tôi mua ở trên các trang mạng dây mà người ta bấm sẵn người ta bán rất là mắc. Đó. Rồi, thì đây là cái đơn hàng đầu tiên khi mà tôi mở ra. Đó, thì cái kit đó kèm theo đây ha, cái hộp và cái con kit đó ha, mới toanh luôn. Thì đây phía mặt trên của kit đó thì có in những cái dòng chữ logo và thương hiệu. Thì đây là kit 10 DC 12V nha anh em, công suất là 1600W, sóng sinh chuẩn, nhưng mà sinh chuẩn giá rẻ nha em, nó có khác chứ không phải là sóng sinh tinh khiết nha. Đó, đây là phía mặt trên của kit, và phía mặt trước của kit ở đây thì nó có cái nút ôm hộp để bật tắt kit, và đồng thời có cái đồng hồ DC in ha, để hiển thị báo áp bình ha. Đó, phía dưới thì có hai cái bóng, bóng màu đỏ và bóng màu xanh đó ha, để báo cái dấu hiệu là đèn đỏ là coi như là cái điện áp bình nó vượt quá ngưỡng hoặc là nó xuống sâu quá ngưỡng, thì nó sẽ nhấp nháy cái đèn đỏ, và đồng thời nó có tiếng kêu tít tít để nó báo hiệu cho mình biết để mình ngừng sử dụng khi mà áp bình nó quá tuột sâu. Đó, ở đây thì có cái cổng ra nè, AC, cái cổng ra 220V, thì anh em cắm vào cái cổng này để lấy điện 220 sử dụng cho các thiết bị điện trong gia đình của mình, có cái tổng công suất tải tầm cái chừng 400-500W cho nó ok ha. Rồi, đây là phía mặt hông của kit. Đó, bên đây là hông, cái hông trái nó như thế này ha, đối diện mặt trước kit là hông trái. Đó, như thế này. Bên đây thì phía hông phải như thế này nha. Đó, và mặt sau nó thì ở đây có hai cái điểm tiếp điện âm dương rõ ràng, cộng và trừ để anh em à. Đó, những cái con ốc vít mà để siết vào những cái đầu cót á, ốc này cho 5 ly anh em. Đó, 5 ly thôi nha. Và đây là cái quạt tản nhiệt cảm biến theo nhiệt độ đó nha anh em. Đó. Rồi thì bây giờ ha, lần lượt tôi sẽ test hết cái số kit 10 cái này và sau đó thì gửi cho anh em. Thì đó, nguyên cái sản phẩm của chúng ta là cái con kit và cái cặp dây nguồn và đồng thời cái tờ hướng dẫn sử dụng. Đó, có bấy nhiêu thôi anh em à. Hướng dẫn sử dụng thì toàn tiếng Anh, tiếng Tàu không ha. Đó. Rồi, chắc anh em đã mua, trước khi mua kit này thì anh em đã nắm được cái thông tin sử dụng kit rồi ha. Đó, sử dụng kit đó.
thì anh em phải lưu ý ở đây là cái cọng dây nguồn nha. Kit này thật ra nói đến cái khâu bảo hành bảo tỏi thì như thế này anh em ạ. Trước khi kit này mà đến cái tay cái người sử dụng, chẳng hạn như anh em trước khi nhận kit đã qua tay tôi đã kiểm tra kit ha, không bị lỗi lầm gì hết rồi đó, thì cái khâu bảo hành của nhà sản xuất người ta đưa ra có mấy tháng à đó, mấy tháng lỗi do nhà sản xuất, lỗi giặt do kit gây ra. Nhưng mà trước khi kit đã bung ra thị trường thì cái lỗi giặt đó đã bị sàng lọc hết rồi anh em à, nên anh em yên tâm về cái vấn đề đó ha. Còn cái phần còn lại là lỗi do cái người sử dụng vận hành nó không đúng, chẳng hạn như là cắm ngược cực đó ha, cắm ngược cực thì có dẫn đến làm không, hoặc là khi mà trong thời gian sử dụng mình lạm dụng quá, mình sử dụng quá tải. Đối với cái sinh trưởng giá rẻ này thì sử dụng quá tải thì dẫn nó mau hư, không hóc kích ha. Là cái thêm một cái vấn đề nữa thì ở đây những có cái lỗ này, nếu mà trong thời gian sử dụng thì có cái những cái con trùng nó chui vào đây đó, thì nó cũng có thể là làm hỏng hóc các bộ mạch bên trong ha. Đó thì cái phần đó là lời đầu video để chia sẻ anh em sơ qua về cái thông tin để anh em tham khảo nhé. Còn bây giờ thì để tôi kết nối cái con kit này vào cái hệ thống ắc quy của tôi và test ha. Rồi khui ra hết luôn nha anh em. Rồi đây là cái con thứ nhất nha, bỏ qua một bên. Khi nào cái con nào tôi test rồi thì tôi sẽ lấy cái cây búp lông, có thể tôi đánh cái dấu tích trên đây luôn nha anh em. Đó. Con thứ hai nha, bên cái thứ ba nha. Rồi con thứ tư nha. Rồi con thứ năm luôn nha. Rồi con thứ sáu. Rồi con thứ bảy nha. Rồi con thứ tám. Rồi con thứ chín nha. Rồi con thứ mười. Đây nha. Đó, đây là thằng tôi sẽ con thứ chín nha. Rồi mới gỡ ra hết rồi anh em à. Đó bây giờ ha, test hết luôn 10 cái này luôn nha anh em. Đó đây nè anh em à, đây cái cọng dây này nè ha. Đó hôm bữa tôi mua cái cọng dây nguồn này nè anh em à, 70-80 ngàn, mắc quá. Dây này á thì cái dây silicon, dây chống cháy, nó dẻo, nó mềm dụi à. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ kết nối lần lượt từng cái con kit một nha anh em. Đó. Rồi, ok. Test khi test cái con kit nào thì tôi sẽ đánh, tôi lấy cây viết long, tôi sẽ đánh dấu trên đây để cho anh em thấy, anh em biết ha. Và đồng thời đó thì tôi cũng biết là cái kit tôi đã đánh dấu thì tôi đã kiểm tra rồi. Kit đã kết nối anh em à, bây giờ bật lên. Đây nè anh em à, anh em thấy cái đèn xanh này nó cháy nha. Đây nó báo điện áp là 13V nha. Đây. Rồi trước tiên là thử cái cây quạt, sau đó lấy cái nồi cơm điện bật lên thử cái cho anh em xem ha. Đây. Đây tắt kit, bật kit. Rồi ok. Rồi bây giờ là ghim cái quạt vào đây nha anh em. Này. Thử kích là thử cái sóng cái sóng sin nó anh em à. Đây mở quạt lên, quạt chạy im nha anh em. Đó rồi ok, tắt cái quạt. Bây giờ ha, test tới cái nồi cơm điện nha. Rồi đây anh em à, đây cái nồi cơm điện ha. Đó ghim nó vào rồi ok, bật nồi cơm điện lên rồi ok. Đây đèn đỏ nồi cơm điện cháy nha. Ở đây á thì kit nó báo cái điện áp còn có 11.1V nha anh em. Đó 11V. Rồi ok nha anh em. Đây. Anh em thấy cái đèn xanh nó cháy à, khi nào cái đèn đỏ nó báo cháy á thì mới ấy nha. Đó rồi ok.
Vậy là cái con kíp này ha, ok ngăn lành nha. Tôi lấy cây viết lông nè, anh em để ý nè, tôi đánh cái dấu tích trên ngay chỗ cái vần trắng trắng này nè anh em, đây nè. Ha. Đây ha, tôi đánh cái dấu tích đây. Đó, anh em thấy nè nha. Cái con kíp nào tôi test rồi thì tôi sẽ đánh cái dấu tích đó. Khi mà anh em nhận kíp thì anh em thấy cái dấu tích nè, coi như tôi đã test rồi. Ok nha. Đó. Rồi, test một con tôi đã đánh dấu tích rồi thì bây giờ cái việc để tôi rồi ok, sau khi tắt tải thì cái quạt tản nhiệt nó cũng ngưng quay luôn anh em à. Đó ha. Và điện áp bình nó hồi lại đây. Rồi, ok, coi như một con ha, xong rồi ha anh em. Đó. Đó, cái con này đã test rồi, bây giờ tháo nó ra, bỏ nó vào lại hộp ha. Rồi, còn để cái dây ở đây. Đây, mấy cái lông đền này anh em à. Rồi, đây nè anh em à, tôi có đánh cái dấu tích ở đây ha, con này tôi test rồi. Đây, bây giờ tôi bỏ vô cái hộp này ha. Đó, thì đây nè anh em à, đây ha. Cái dây nguồn nó đi theo là như thế này nè anh em. Đó, cái dây nguồn như đầu video tôi có nói rồi á. Rồi, bỏ cái con này vào đây ha. Rồi, ok. Đó, để cho anh em thấy luôn, tôi test từng con một hết luôn anh em à. Cái video này nó hơi dài nha anh em. Đó, và đồng thời cái hộp này test rồi phải không? Tôi vẫn đánh cái dấu tích đây nè. Đó, ok nha. Đó, thành ra đó, tôi bỏ qua bên đây. Tại vì kích tất cả ở đây tôi tháo ra hết rồi. Tôi tháo ra, đừng đó, vỏ hộp tôi bỏ sang một bên cả anh em. Đó, hả, con nào tôi test rồi thì tôi đánh cái dấu tích nó. Tôi bỏ nó vào nhà. Đó, ok nha. Đó, như vậy cứ lần lượt. Rồi, tiếp theo là con thứ hai thôi anh em à. Đó, làm cái video này thì nó hơi mất thời gian nha anh em. Thì anh em à, kệ nó, quan trọng là cái gì cho nó có cái chính xác một tí nha anh em, chứ để nhiều khi mình làm mà không kỹ á cái thiệt buông, mà lỡ giao kích em mà về mà anh em mà khui bật lên cái nó kỳ lắm anh em à. Mua kích bán lại không có nhiều hết á. Đây. Rồi, điện áp đã lên là đó 12.8 ở đây. Anh em thấy cái đèn xanh nó cháy nè nha. Đó, tại vì tôi làm ở ngoài sáng nó đây. Đây ha. Rồi tắt kích. Bật kích. Rồi, ok, cái việc đầu tiên á là thử cái cây quạt, là thử cái sóng sin đó. Im vô, rồi, im. Rồi, ok nha. Kích sinh chuẩn giá rẻ mà anh em thì không thể nào anh em đòi hỏi là nó như là cái kit mà xin chuẩn tinh khiết 100 gram ha. Rồi bây giờ tới cái nồi cơm điện nha anh em, cắm nó vào đây, bật nó lên. Rồi, ok, cái áp bình nó tuột xuống còn có 10.8 mà nha anh em. Đó, 10.8 đây, ok nha. Quạt tản nhiệt nó quay nè, chắc thử hết cái lọt kit này là chắc cái bình tôi nó cũng hết luôn á anh em à. Rồi, ok nha anh em. Rồi bây giờ như thế này nha. Rồi xong. Rồi, để tắt cái nồi cơm điện luôn. Đó, ok. Rồi, cái con này á, thì tôi cũng đánh luôn cái dấu tích ở trên cái mặt kích này luôn anh em à. Đây ha. Đó, đó, cây viết lông tôi đánh cái dấu tích này. Khi mà anh em nhận kích thì anh em có thấy cái dấu tích này thì đó là tôi làm dấu, là cái con kích tôi đã kiểm tra rồi. Để gửi cho anh em nha anh em. Nên anh em đừng có nói là kích này nó gì nó quạch tầm bậy tầm bạ lên cái kích. Lông đền nó nằm trong này nè anh em. Đó. Rồi, đây cũng là cái hộp nữa ha. Đó, thì cái dây nguồn nó nằm ở cái ở đây nè anh em à. Đây nè, dây nguồn ở đây nè anh em. Đó. Bỏ vô đây. Rồi ha. Đó, mod để ở đây. Rồi, ok. Đây. Đó. Con này tôi đánh với dấu tích rồi, đã kiểm tra rồi. Rồi, tiếp theo nè, tôi đánh cái dấu tích ở trên đây luôn. Ok nha. Đó, bây giờ đem vô nhà. Ok. Đó, kiểm tra hai con rồi nha anh em. Rồi, bây giờ con thứ ba anh em à.
kích lên. Rồi, nó báo điện áp đây là 12.6V. Đó, ok nha. Tắt. Bật. Ok, rồi. Thử cái cây quạt. Ok nha anh em. Rồi, bây giờ thử tới cái nồi cơm điện. Rồi, ok. Bật lên nó áp bình, bây giờ nó tụt xuống còn có 10.5 mà anh em à. Đây, nó cũng điện nè. Đó, bật lên cái là quạt tản nhiệt nó quay liền. Rồi, thôi tắt anh em à, thử chút được rồi. Thử riết thôi, chắc cái bình này nó hết rồi anh em à. Bị cái bình, mấy cái bình này tôi không có sạc. Đó, rồi, tắt kích. Rồi, ok. Rồi, con này à, con tôi đánh tiếp tục, đánh cái dấu tích vào đây. Đây, lấy cái hộp bỏ vô luôn. Rồi, ở đây, đây nó có cái cọng dây nguồn nằm trong này. Đó. Rồi, ok. Đánh cái dấu tích này luôn. Rồi, tiếp tục con nữa nha anh em. Đó, tôi sẽ test hết. Tôi vừa test vừa quay video luôn. Cho cái video nó hơi dài một tí, nhưng mà cho anh em xem luôn. Chứ tôi định test cái chừng 1-2 con rồi sẽ bấm ngưng máy, nhưng mà thôi, có nhiều khi anh em lại sau không quay hết luôn cái video, mở test 10 cái con kích thì không quay luôn hết 10 cái con kích cho anh em xem để anh em yên tâm ha. Đó, kích này thì hồi nãy bật sẵn rồi đó, bật tắt. Đó, đây là điện áp 12.8V, đèn xanh nó cháy nè nha anh em. Đó, đó, tắt, bật, tắt, bật. Rồi, ok, ghim cái cây quạt vào. Ok. Ghim cái nồi cơm điện vào. Bật cái nồi cơm điện lên. Đây, điện áp nó giờ bây giờ nó tụt xuống còn có 10.5V nè anh em à. Rồi ok nha anh em. Đó, bật lên vậy là được được rồi anh em à, chứ để làm một hồi à. Làm một hồi á, bật lâu quá cái lượng pin của tôi nó không có đủ test hết cái kit này nha anh em. Rồi xong ha, ngon lành ha anh em. Đó, khi có tải thì cái quạt tản nhiệt nó chạy, nó quay, còn khi không tải thì cái quạt tản nhiệt nó sẽ ngưng ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đánh cái dấu tích vào đây luôn. Tắt kích. Rút ra. Rồi. Bỏ vào cái vỏ hộp. Đây, cái vỏ hộp nó có hộp nào vậy, nó có cũng có cọng dây nguồn đi theo nha anh em. Bỏ nó qua bên đây đi. Kế tiếp cái này. Thôi, kích này bật sẵn rồi. Đây, tắt, bật. Bật tắt. Rồi, ok. Đèn xanh nó cháy nha anh em. Ừ. Rồi, thử cái quạt trước. Rồi, quạt chạy ngon lành nha anh em. Im ru. Thấy cái nồi cơm điện anh em à. Rồi, ok. Bật lên cái áp bình nó tuột xuống rồi. Rồi, ok.
bật lên là quạt tản nhiệt nó quay liền nha anh em. Rồi, ok. Rồi bật kích lên em à. Ok, 12.8V. Đây, đèn xanh lái cháy nè anh em. Đó ha. Tắt. Bật. Rồi, ok. Thử cái quạt trước nha anh em. Nhà cũng bận việc lu bu hết anh em à. Ở nhà có mấy anh em thợ qua làm ngoài kia nên nó hơi ồn ồn tí. Rồi, quạt chạy im nha anh em. Rồi, ok, rút ra. Bây giờ thử tới cái nồi cơm. Rồi, bật cái nồi cơm lên luôn đây. Nè. Rồi, bật nồi cơm lên là quạt tản nhiệt nó quay, điện áp nó tụt xuống còn có 10.6 à. Rồi, ok nha. Rồi. Đó. Rồi, ok. Dây nguồn. Rồi, đánh cái dấu tích đây luôn em à. Đây. Nãy giờ bỏ bên đây, rút đem vô trong kia. Đó, đi ra đi vô mất thời gian. Rồi. Rồi, ok. Đây, tắt, bật. Đây. Rồi, ok. Thử cái cây để đây. Nó vướng. Nó vướng vướng cái này. Trời ơi, thì để cái công ty nó đè. Này. Ok nha anh em, đó. Rồi. Rồi tới cái nồi cơm điện anh em à. Đây, để nồi cơm điện xịt vô đây nè, đây nè, đó. Đây. Nè, bật cái nồi cơm điện lên nè. Đó, ha, bật nồi cơm điện lên áp bình nó tụt rồi anh em à. Đó. Rồi ok nha anh em. Rồi. Xong một con này nữa, đánh cái dấu tích vào đây.
Rồi, đây. Rồi, kế tiếp con này nè em à. Rồi, đây. 12.6V bật tắt nè, cái đèn nó cháy nha anh em, đèn xanh nè. Rồi, ok, cây quạt thử trước. Rồi, ngon lành. Tới cái nồi cơm điện nha anh em. Đó, đây, cái nồi điện xích vô đây, đây nè, bật lên cái, bật lên nghe hoặc tán nhiệt nó quay ha anh em. Đây nè, nó tụt xuống còn có 10.7 à. Rồi, ok. Rồi. Đây có cộng dây nguồn trong này luôn nha. Đây. Mười hai chấm năm vôn bật tắt, đèn nó cháy nha anh em. Rồi thử cái quạt trước. Ok, ngon lành anh em à. Rồi tới cái nồi cơm. Cắm nồi cơm lên đi á, nó tụt xuống còn 12.2 à. Đây, bật này. Rồi. Nó tụt xuống còn có 10.4V nè. Đèn đỏ nó nhấp nháy rồi anh em à. Đó, đèn đỏ anh em thấy không? Đèn đỏ nó báo nè. Rồi, đó, đèn đỏ nó báo rồi. Rồi, ok. Áp bình tụt quá sâu anh em à. Mấy cái bình này vài hôm nó phải sạc nó vào anh em à, nó đối điện quá rồi. Để đây chỉ có test không mà không có sử dụng mà bỏ riết rồi không có sạc vào chắc nó hư mấy cái bình này nó uổng. Để dành ở đây, để mấy cái bình ở đây á. Tôi gia công song song để sẵn bình hệ 12V đó, để đó là nhiều khi làm những cái video hướng dẫn cho anh em rồi test kit. Test sạc, test mạch cân bằng. Ui, các kiểu anh em à. Rồi, đây cái này á. Rồi, ok. Đây nhá anh em. Đây, đó, cái cục dây nằm trong này. Rồi, còn một cái cuối cùng anh em à. Để xịt lại đây.
Rồi. Ok, 12.8. Đây nè, đèn vàng nha anh em. Đèn xanh nhá. Rồi. Cắm quạt vào. Ok, quạt chạy im ru nha anh em. Rồi, kế tiếp cắm cái nồi cơm vào. Đây nè anh em, đó. Rồi. Đặt cái nồi cơm lên. Đó, đèn đỏ nó báo áp bình tụt quá sâu anh em à. Rồi, tắt cái nồi cơm luôn. Rồi, ok, ngon lành anh em à. Ngon lành. Rồi, ok, cái cuối cùng đánh cái dấu tích nó vào đây cái nữa. Rồi, coi như đã xong, test xong 10 cái con kích anh em à. Đó, test cái nào test xong rồi tôi vô họp, ngay cả bên trong con kích tôi cũng đánh dấu tích như thế này, coi như tôi làm dấu ha. Đó, 10 cái xong anh em à, để kia ba cái để này. Rồi, những cái đơn hàng của anh em mua những cái tip này anh em cách nay khoảng chừng tầm trên dưới 1 tuần đó, thì có thể là hôm nay cái video này nay là thứ tư rồi anh em à, thứ tư ngày 23 tây rồi, có thể là ngày mai thứ năm thì tôi đem vô bưu điện tôi gửi cho anh em nha. Đó, thì có thể là tầm nếu mà anh em ở gần á thì 1-2 ngày thì anh em nhận, mà anh em ở xa, ví dụ tôi đang ở tỉnh Bến Tre nè, đó, nếu anh em ở miền Bắc á thì có thể là nó lâu hơn, 4-5 ngày gì cũng chừng ha. Đó thì cũng tùy theo ha, cái xa hay gần thì ở gần thì nhận sớm, ở xa thì nhận hơi muộn chút, thì mong anh em thông cảm nha. Rồi, cái video tôi đến đây xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha. Nếu anh em muốn mua mạch cân bằng hay là các thiết bị điện hỗ trợ bên năng lượng mặt trời thì hãy liên lạc qua cái số điện thoại trên màn hình đó nha.